Chung Kết Audio xin kính chào quý khách. Hôm nay mình lại lên sóng với quý vị anh chị và các bạn một cặp loa của dàn chung của hãng Panasonic. Cặp này model là HD60. Cặp này thì sở hữu một cặp loa bass là 13. Nếu mà tính cả viền ngoài là 14 anh chị em nhé. Bass 14 nhé. Và loa check rất là đẹp. Loa gần này cực kỳ bền nhé. Anh em yên tâm chơi nhé. Cái này thì tổng công suất max của nó là 200W, đánh tốt phòng khoảng 40m2 nhé. Chiều kháng của nó con này là 6 ohm, rất dễ ghép âm đi đấy. Cái này về bãi về thì nó có một số các cái xước sắt nhỏ đề can nhé. Chính vì thế thì mình sẽ có những giá rất là tốt cho anh em chơi và mức giá mình sẽ nêu cụ thể ở cuối video nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay qua tổng thể một lượt dàn và cặp loa và mình sẽ tiến hành chất âm cho anh em cảm nhận cái chất âm của nó. Về tổng thể nó cũng còn khá là mới và đẹp nhé. Loa vẫn vung thành sắc cạnh. Đây, thông số của loa đây. Max 100W một loa, hai loa là 200W. Chiều kháng 6 ohm. Nối thông hơi phía sau. Đây mình cũng nói luôn một số cái sát nhỏ của loa, đây là một vết nhá. Một vết ở đây nha anh em nhé. Đây. Nói chung là nó ở phía trên phía sau cho nên nó không ảnh hưởng đến có như ảnh hưởng đến thức của loa. Mặt trước thì đẹp tuyệt vời luôn. Hai căn của nó cũng còn rất là mới và đẹp nhá, chưa bị rách nhá. Mình tìm cái căn của nó. Đây căn của nó đây. Hai căng còn rất mới nhé, mà chưa bị rách, đẹp tuyệt vời luôn. Mình gắp thử nữa. Còn rất là mới rồi. Nói chung hàng bãi mà về được cái này là cũng khá là tuyệt vời rồi. Hơi tiếc một chút về cái đề can nó bị xước một xíu thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở lớn âm thanh một chút để anh em cảm nhận cái chất âm của nó nhé. Con này chép cực sáng và bass thì khá là lực rồi. Mình sẽ mở một bài nhạc để anh em test cái chất bass của nó. Em chưa từng nghĩ em làm được điều đó, nhưng em sẽ hứa em yêu anh thật nhiều, yêu anh không cần lý do. Anh đã mang đến cho em những bất ngờ, anh đã mang đến cho em niềm hạnh phúc. Em sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Con này bass đánh rất là lực. Về cặp này thì mình sẽ bán với giá là 1,5 triệu cho anh em. Anh em nào mà mua hàng mà thiện chí và chuyển khoản trước thì mình sẽ tặng anh em một bộ chân đế cây loa cho cái cặp này. Bình thường mình sẽ không tặng đâu, nhưng mà bộ này rất là VIP, mình sẽ tặng anh chị em một bộ chân cây đế lẻ loa nếu anh em nào mua hàng thiện chí và chuyển khoản trước cho mình. Và anh em nào mà mua hàng mà chuyển khoản cọc thì mình sẽ không tặng nhé. Mình cũng nói luôn mình sẽ không tặng đâu. Đó. Giá là 1,5 triệu nhé. Anh em nào mua được liên hệ mình số điện thoại là 0975 575 262. Anh em kết bạn và inbox cho mình với số Zalo đó.
hoặc là truy cập trang fanpage là Trung Kiên Audio để tham khảo các cái mẫu dàn ở bên mình cũng như là các cái mẫu loa lẻ ở bên mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.